Xin chào anh em các bạn, hôm nay Phan Miền chia sẻ với anh em các bạn cách sửa vung lưới cơm nhé, xem là nó tại đâu. Đây này, đấy. Nếu cầm quai thì nhấc như này này, đấy. Nhấc là toàn bị thế này. Có cái nãy rồi nhỉ, cái nãy ở chỗ này bị hỏng rồi, nãy đây bị hỏng rồi, đấy, này. Không có tác dụng gì nữa. Giờ lỗ cơm toàn nải bê này thôi. Đấy. Thì bây giờ tôi tháo ra thì xem là nó tại đâu nhá. Tháo ra. Đấy. Cái này nó dân dụng thôi. Gãy đòi xoa rồi, hỏng đòi xoa rồi, con đòi xoa cái nãy đây bị hỏng rồi, hỏng rồi. Ui giời, chẳng tại đâu. Đây rồi anh em, gãy hết đòi xoa rồi. Đấy, tung cái nồi xoa này à, này làm sao mà đẩy nãy được, nhờ có cái nồi xoa này đẩy nãy này đấy, bị hỏng rồi. Quấn nồi xoa khác, cái dây thép này nó cứng nha anh em, phải coi là phải mấy lần rồi làm rồi cho được. Ui à. Ok, xong. Nha, cho cái đầu to này, đấy. Xuống dưới này. Để đoán cái đầu nó xo này. Đây là nồi xoa đây, bữa quan trọng. Đây, cho đầu to xuống dưới. Mình quấn đầu một đầu hơi to tí. Ok. Ok rồi, ngon à. Đấy, nãy nó phải đẩy như này anh em. Khi mình bấm đằng trên này thì ở trong này nó phải đẩy như này. Thì nó mới co vào cái nãy nồi cơm này. Đấy, nồi cơm này. Thì nó mới ngoạm cái nãy nồi cơm này. Đấy thì nó mới được. Đây tôi nắp thử nhá. Nắp thử vào luôn cho anh em xem. Đấy, cái chỗ này dễ hiểu thôi, quá dễ hiểu luôn. Cái này bà già cũng sửa được. Đấy, dân dụng dễ dài dễ nào thôi. Cái nãy đây mình bóp tay vào nó phạt nãy vào. Đấy. Thế này, quả cái nãy đây phạt luôn nó xong. Đấy, ok nha, xong. Bây giờ nhấc tay này ok rồi. Bấm đây thì mới mở được. Nắp à.
Ok, xong. Nắp nốt cái này vào. Mình chưa phải thợ cho nên là làm hơi hơi nóng ngóng tí. Đấy, hơi lâu tí. Đấy, đúng đấy của nó. À, ok, xong. Ok nhá anh em. Bây giờ xách quai là không có tuột. Đấy, xong. Mà xem lại cái nồi xo cũ của nó này, để bị gãy tan này. Bắt đi. Ok. Xong nha anh em. Chân thành cảm ơn anh em theo dõi kênh của mình. Mong anh em ủng hộ kênh của mình, mỗi người một like và đăng ký. Cảm ơn anh em rất nhiều.